It's a B-U-E-N-O, 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 so baby, baby, baby. And I'm your killer, your lady killer, lady, 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 lady killer. Anh sinh ra khi papa anh là một nhân viên công chức quen. Nhà anh nhột xinh nụ cười trên môi dù còn nghèo khó. Đến khi 20 vẫn luôn tươi không đổi thay bình dân và lo đi kiếm tiền. Chạy xe Honda ôm cha đã không là cả lo cho bà má. Mùi đời đắng cay lâu nay khi xã hội này đã tha hóa. Con người xuồng ra cho nên là cuộc sống với anh trước mắt không thấy màu hồng. Còn không dám phang lô, còn không dám phang đề. Vì nếu ra đê thì có mà đi chân bỏ chân bề. Lương tháng 5 triệu mua sao hàng nhiều. Vậy thì em yêu ơi, em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Hay là dù thế nào thì em cũng phải lỗi. Em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Nếu như em ok hai ta sẽ tiến xa. Chắc chắn sẽ tiến xa. Em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Em ơi em có yêu anh không? Cuộc đời anh xa hoa bởi vì anh có một ông bà. Chuyện rất to mà còn lại nhiều lục lá. Cứ đến sống em ơi sao mà mắc phải suy nghĩ gì. Bởi với anh đêm nay là mấy tí em ơi. Anh nói rất thật mà tiêu cho đến lúc già. Một ngày với anh là đi tung tăng tìm kiếm những thú vui. Anh không thấy ngậm ngùi. Vậy hai bên anh em ơi, anh sẽ dẫn em đi mua nhà nhá. Si pu cha nhá. Một lần chờ hàng ra nhà. Đời mình vui như hoa lá. La 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 la. Em yêu ơi, em yêu ơi. Em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Hay là dù thế nào thì em cũng phải lỗi. Em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Nếu như em ok hai ta sẽ tiến xa. Chắc chắn sẽ tiến xa. Bài hát mang tính giải trí thôi, các bạn đừng nghĩ suy nhiều nhá. Cho bản thân mình nghĩ thì bây giờ các em vẫn cứ thích là số hưởng thôi nha. Ok. Em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Hay là chút tên nào thì em cũng phải nói. Em có yêu anh không?